5 cách để sống hạnh phúc khi về già. Kính thưa quý vị, tìm hiểu những mẹo sau đây để hạnh phúc khi bạn già đi. Bởi nếu cứ phàn nàn vì sẽ già đi, bạn sẽ mất những khoảng thời gian đáng quý. Đối với một thiếu niên, sinh nhật là một ngày rất đặc biệt. Khi lớn hơn, không chỉ đơn giản là vui vẻ mời bạn bè một bữa ăn tại nhà hàng yêu thích, mà còn có thể tự lái xe một mình, về nhà trễ hoặc tự quyết định mình muốn làm gì. Lớn tuổi hơn đồng nghĩa với nhiều tự do hơn. Nhưng khi số 29 chuyển thành 30 hoặc 39 thành 40, cái nhìn này có thể thay đổi. Năm này qua năm khác, những thay đổi sẽ xảy ra ngày càng nhiều. Về thể chất, bạn cũng sẽ thay đổi. Sức bền và sự trao đổi chất không còn như trước nữa, sức khỏe bắt đầu có vấn đề. Kết quả là, khi là một thiếu niên, bạn cho rằng tuổi sẽ tỷ lệ thuận với tự do. Bây giờ, bạn có thể cảm thấy rằng tự do của bạn sẽ giảm đi khi bạn già đi. Do những hạn chế về thể chất bạn có thể bắt đầu có. Tất nhiên, bạn không thể chống lại thời gian. Nếu bạn cứ phàn nàn về tuổi tác của mình, bạn chỉ không thể tận hưởng được thời gian mình có. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng được phúc trường thọ. Dưới đây là một số cách bạn có thể tận hưởng tuổi của mình một cách khôn ngoan. 1. Làm điều bạn yêu thích. Đừng giới hạn cuộc sống của bạn chỉ với sự nghiệp, hôn nhân và gia đình. Hãy làm bất cứ điều gì bạn thích để thể hiện bản thân. Điều này mang tới sự hài lòng về bản thân và tăng cảm giác hạnh phúc. Chắc bạn biết là hạnh phúc giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm căng thẳng, do đó ổn định sự lưu thông của máu và nhịp tim. Giữ gìn sức khỏe là một trong những hành động tích cực của hạnh phúc. 2. Thử những điều mới mẻ. Bạn không bao giờ quá già để thử một cái gì đó mới. Cố gắng làm điều gì đó mới mẻ ngoài thói quen của mình. Sự hạnh phúc khi vượt qua thách thức có thể làm cho bạn cảm thấy trẻ ra. Đôi khi bạn cảm thấy thử thách mới có vẻ khá khó khăn, nhưng chính những hoạt động đó về lâu về dài có thể lại trở thành thói quen hay thậm chí là sở thích của bạn. Nếu có cơ hội, hãy đặt bản thân vào những điều mới mẻ để cuộc sống thêm tươi trẻ và có ý nghĩa hơn. 3. Duy trì giao tiếp xã hội. Một trong những cảm xúc nảy sinh lúc tuổi già là cảm thấy vô dụng vì không còn khả năng làm việc mà trước đây mình có thể làm dễ dàng. Giữ liên lạc với bạn bè cũ sẽ giúp bạn quên đi những cảm xúc đó. Bạn không chỉ có bạn bè để ăn mừng những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn có nhau khi hoạn nạn khó khăn. 4. Sống khỏe mạnh. Chúng ta thường khao khát có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy thử chú ý hơn tới dinh dưỡng và sức khỏe của bản thân mình và gia đình. Những thực phẩm bổ dưỡng thường giúp cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn và hấp thu tốt hơn. Khi một người ở lứa tuổi trung niên, họ thường rất chú ý tới vấn đề thực phẩm, bởi chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi đôi khi không sống với những người trẻ. Ngoài ra, để sống khỏe mạnh hơn, bạn hãy cố gắng giảm sự căng thẳng mỗi ngày, sống thoải mái và suy nghĩ thoáng hơn. Hiện nay có rất nhiều người mắc những căn bệnh lối sống, như là có một số bạn trẻ thường hay thức khuya dậy muộn và suy nghĩ quá nhiều chẳng hạn. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên giúp bạn duy trì được sức khỏe và cải thiện tinh thần. Mỗi ngày tập thể dục khoảng 30 phút, theo thời gian bạn sẽ thấy mình trẻ và khỏe hơn. 5. Đừng so sánh bản thân. Không phải ai cũng có thể trông giống như một người 25 tuổi ở tuổi 40. Nếu bạn tiếp tục so sánh bản thân với tuổi trẻ của mình, bạn thậm chí có thể cảm thấy bị trầm cảm. Điều quan trọng là bạn khỏe mạnh và làm việc tốt. Những thay đổi thể chất khi bạn già đi là không thể tránh được, nhưng điều đó không có nghĩa tâm hồn của bạn
cũng phải thay đổi, đúng không? Bạn có thể sống hạnh phúc và có ích ở tuổi già. Hạnh phúc sẽ ánh lên gương mặt của bạn và khiến bạn đẹp đẽ. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc, điều đó sẽ phản ánh trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng bạn chỉ già nếu như bạn cảm thấy như vậy. Trên đây là 5 phương pháp để bạn có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn khi về già. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay để thấy mình luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và có một kỳ nghỉ hưu đáng mong đợi. Làm được hai việc này, phúc báo con cháu đời đời không dùng hết. Kính thưa quý vị, mặc dù người xưa có dạy phú không quá ba đời, thế nhưng vẫn có nhiều gia đình hưng thịnh cho tới ngàn đời sau. Ngũ giới, ngũ luân và ngũ phúc. Người xưa thường có câu không ai phú ba đời, chính là để lại tiền tài cho con cháu thì dễ, thế nhưng để lại phúc báo cho con cháu thì khó vô cùng. Phúc báo cũng là một loại học vấn, bao gồm chỉ năm giới, thủ ngũ luân, hưởng năm phúc. Của cải phú quý đó chính là tiền tài đủ đầy, địa vị cao sang. Phú chính là bản thân sở hữu tài phú, quý chính là sử dụng tiền tài của bản thân. Đức tốt chính là tâm tính nhân từ, lương thiện, hơn nữa còn thuận theo tự nhiên. Đạo đức tốt đối ứng với tín trong ngũ luân của Nho gia và không nói dối trong ngũ giới của Phật giáo. Con người cần phải thủ tín, có sự tin cậy, không nói dối mới có thể có uy tín tốt trong xã hội, mới được người khác tôn trọng, mới có đức hạnh tốt. Phúc báo truyền thừa. Phú không quá ba đời, thế nhưng vẫn có nhiều gia đình hưng thịnh cho tới ngàn đời sau. Lý do là họ biết tâm phải thiện, gia đình tích thiện ắt sẽ có dư giả, gia đình tích ác thì ắt sẽ có dư tai họa. Do đó, phúc báo có thể truyền lại, nhưng truyền thừa phúc báo cũng là một loại học vấn uyên thâm. Nếu bạn nắm chắc nó trong tay thì chắc chắn có thể truyền lại kiến thức này cho con cháu. Như vậy thì con cháu đời sau có nhiều phúc báo, dùng không hết tận. Trong Kinh Địa Tạng cũng nói, cung dưỡng cha mẹ có thể đắc vạn phúc báo, cung dưỡng tam bảo cũng có thể được vô lượng phúc báo. Một gia đình thường xuyên hành thiện có thể mang tới nhiều phúc vận cho gia đình. Trong gia đình, cha mẹ càng có sức khỏe tốt thì phúc báo của con cái lại ngày càng gia